Sáng nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Hồ Văn Nghĩa, 26 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Đối tượng đã tiếp tay người nước ngoài lừa đảo và rửa tiền qua mạng. Trước đó, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên án hai bị cáo trong đường dây lừa đảo qua mạng là Nguyễn Duy Phương và Nguyễn Văn Đô. Mở rộng vụ án, công an xác định Phương và Đô khai dùng 120 tài khoản để nhận tiền của các bị hại. Các tài khoản này mua từ người có nickname Zalo là JetKids, không rõ lai lịch. Cơ quan điều tra đã truy vết được JetKids là Hồ Văn Nghĩa, nhưng vào thời điểm trên Nghĩa đã xuất cảnh sang Malaysia. Giữa tháng 12 năm 2021, Nghĩa nhập cảnh từ Malaysia về Việt Nam và cách ly y tế tại một khu nghỉ dưỡng ở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Sau khi hết thời gian cách ly y tế, Nghĩa đã bị công an thành phố Đà Nẵng bắt giữ. Theo khai nhận, Nghĩa nhờ nhiều người cho mượn chứng minh nhân dân để mở tài khoản ngân hàng và Nghĩa trả thù lao 2 triệu đồng một tài khoản. Sau đó, Nghĩa bán lại 120 tài khoản này cho Phương, Đô và nhiều đối tượng khác với giá 3 triệu 200 ngàn đồng một tài khoản. Cơ quan điều tra xác định Nghĩa thu lợi bất chính từ việc bán các tài khoản này khoảng 100 triệu đồng.